Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ít giờ sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân di chuyển cách xa hiện trường. Đây chính là manh mối giúp cho cảnh sát truy tìm hung thủ. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Theo hồ sơ vụ án, 1 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12 năm 2015, Công an Hà Nội nhận được tin báo về vụ trọng án xảy ra tại một gia đình ở thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, làm 2 người chết, 2 người bị thương. Các nạn nhân xấu số là Nguyễn Lương Chuân, 57 tuổi và con trai thứ Nguyễn Lương Chỉnh, 27 tuổi. Ông Chuân nổi tiếng trong vùng với nghề mộc, gia đình sung túc. Người dân địa phương nhận xét các thành viên trong gia đình này đều chăm chỉ, chưa để điều tiếng. Hàng chục cảnh sát có kinh nghiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội được tung xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự, công an địa phương truy tìm dấu vết hung thủ. Từ lời kể của hai nhân chứng giáp mặt hung thủ là vợ và con trai cả của ông Chuân, cảnh sát nhận định đây là một vụ trộm đột nhập. Bị gia chủ phát hiện, kẻ gian đã dùng dao chống trả để thoát thân. Hung thủ gây án được mô tả cao chừng 1m65, dáng đậm, di chuyển chậm chạp. Từ đặc điểm này, cảnh sát tung quân giả soát, tập trung tới những người có nhiều tiền án tiền sự, nghiện ma túy, có đặc điểm nhận dạng trùng khớp. Bên cạnh việc tổ chức rà soát những kẻ hiểm nghi, cảnh sát khám nghiệm hiện trường cũng thu được nhiều dấu vết hung thủ để lại. Đáng chú ý, hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân Chỉnh bị phát hiện mất tích. Cảnh sát nghi vấn, trước khi bị phát giác, kẻ gian đã đánh cắp điện thoại của nạn nhân. Họ nhanh chóng sử dụng kỹ thuật truy tìm. Chiếc điện thoại này được cho là bị ai đó mang đi khỏi hiện trường, đưa sang huyện Phúc Thọ, cách nhà ông Chuân khoảng 5 km. Nhiều mũi trinh sát được lệnh truy tìm tang vật. Tới vùng nghi vấn, cảnh sát có tin điện thoại đang được di chuyển tới khu vực địa hình răng lược xen kẽ giữa xã Thọ An, huyện Phúc Thọ và Trung Châu, huyện Đan Phượng. 15 giờ cùng ngày, cảnh sát tìm được người cầm tang vật vụ án. Ông ta khai tên Nguyễn Văn Kỳ, 45 tuổi, ở Hương Ngải, Thạch Thất. Đáng chú ý, người này nằm trong diện tình nghi liên quan đến vụ án mạng tại xã Canh Nậu. Từ khi sự việc xảy ra, Kỳ có hành tung bất thường. Bị phát hiện mang theo chiếc điện thoại thất lạc trong vụ án, người đàn ông mang 4 tiền án lập tức bị khống chế. Đưa Kỳ tới nhà người quen mà ông ta dừng chân trên đường di chuyển, cảnh sát thu giữ được chiếc áo dính máu. Từ đây, cơ quan điều tra củng cố nhận định Kỳ chính là nghi phạm gây thảm án. Ngoài ra, đôi giày được cảnh sát tìm thấy gần hiện trường vụ án được nhiều người quen biết Kỳ khẳng định của ông ta. 14 giờ sau khi trọng án xảy ra, Kỳ được dẫn giải về cơ quan điều tra. Bị xét hỏi, ông ta tỏ ra lì lợm, ngoan cố, phủ nhận liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản tại Canh Nậu. Tuy vậy, người đàn ông mang 4 tiền án không thể giải thích với cảnh sát về nguồn gốc hai chiếc điện thoại của nạn nhân mang theo người. Sau 17 giờ không khai báo, những mâu thuẫn ban đầu trong lời khai của Nguyễn Văn Kỳ dần hé lộ. Theo Đại tá Dương Văn Giáp, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, 10 giờ ngày 8 tháng 12, Kỳ thừa nhận là kẻ thủ ác. Theo lời khai nghi phạm 45 tuổi, do cần tiền mua ma túy, đêm mùng 6 tháng 12, Kỳ mang theo dao, lang thang tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Đi bộ khoảng 3 km, Kỳ tìm thấy ngôi nhà 2 tầng khang trang nằm sâu ngõ. Thấy cửa các phòng không khóa, ông ta bật tường rào cao hơn 2 mét để vào trong. Theo cầu thang lên tầng 2, Kỳ đột nhập vào căn phòng nơi anh Nguyễn Lương Chỉnh đang ngủ. Sau khi bỏ túi hai điện thoại di động, Kỳ tiếp tục lục lọi nên bị nạn nhân phát hiện. Nghe tiếng anh Chỉnh hô hoán, các thành viên trong gia đình đã vây bắt kẻ gian. Lúc này, Kỳ dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến ông Chuân và con trai thứ tử vong. Trong quá trình vây bắt, bà Nguyễn Thị Thân, 54 tuổi, vợ ông Chuân và con trai cả Nguyễn Lương Tuân cũng bị đâm trọng thương. Trên đường bỏ trốn sang nhà người quen ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, hung thủ gây án đã vứt dao xuống ruộng. Theo dấu chiếc điện thoại là tang vật vụ án, cảnh sát lần ra kẻ thủ ác. Ngày 9 tháng 12 năm 2015, trưởng Công an xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội chia sẻ về nguy cơ tiềm ẩn mất an ninh trật tự trên địa bàn sau vụ nghi phạm Nguyễn Văn Kỳ bị Công an Hà Nội bắt giữ vì gây ra vụ thảm án ở xã Canh Nậu khiến 4 người thương vong. Theo chỉ dẫn của người dân, phóng viên tìm về căn lều tạm của Kỳ ở bãi Tha Ma, ngoài cánh đồng, thuộc thôn 3, xã Hương Ngải. Nhắc về quá khứ bất hảo của Kỳ, ông Tiến cho biết, sinh ra và lớn lên ở Hương Ngải, từ nhỏ Kỳ đã ham chơi bời, thiếu sự quản lý, giáo dục của bố mẹ. Học hết lớp 7 thì nghỉ, Kỳ sa vào con đường cờ bạc, sớm nổi tiếng đàn anh trong giới. Cũng theo ông Tiến, năm 1990, Kỳ lấy vợ và có một con trai. Khi con trai mới được 1 tuổi, do quá ham mê cờ bạc, nghiện ngập, Kỳ bán hết đất đai, nhà cửa được bố mẹ chia cho. Cùng quẫn, người vợ buộc phải đâm đơn ra tòa ly hôn. Không được bao lâu, Kỳ cạp rổ giá với một người phụ nữ ở xã Phùng Xá,
chị này cũng nghiện giống Kỳ và đang thi hành án mua bán ma túy. Kỳ có 4 tiền án. Năm 1997, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tây phạt 3 năm tù giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vừa ra tù, đầu năm 2000, Kỳ lại bị xử phạt tiếp 5 năm tù về cùng hành vi. Năm 2005, Kỳ bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thất xử 2 năm tù giam. Năm 2008, Kỳ lại bị bắt về tội tàng trữ ma túy, ngồi tù 7 năm. Đến tháng 5 năm 2015, Kỳ ra tù về địa phương sinh sống. Trưởng Công an xã Hương Ngải cho biết. Được biết, thời gian đầu sau khi Kỳ trở về địa phương, Kỳ lên làm thuê chăn nuôi lợn ở trang trại cho một người họ hàng ở huyện Ba Vì. Do lười lao động hay trộm cắp vặt nên người thân đã sa thải Kỳ. Về địa phương, Kỳ sống nay đây mai đó, giao du với những người trộm cắp, nghiện hút ở địa bàn huyện Thạch Thất và Phúc Thọ. Tại thôn 3, xã Hương Ngải, Kỳ dựng tạm một túp lều rộng khoảng 5m2 bằng mấy cọc gỗ, lợp mái pro xi măng, mặt trước phủ bạt, trơ trụi giữa cánh đồng. Cạnh đó là một căn nhà nhỏ xây bằng gạch, bịt kín, trước đây vốn cùng một người tâm thần sinh sống. Bên trong lán của Kỳ chỉ có chiếc giường tre, mấy bộ quần áo và chiếc chăn bông. Phía góc lều là một chiếc nồi gang bắc trên 3 cục gạch để đun nấu, mấy nải chuối đang chín dở vớt dưới đất. Theo một số người dân địa phương, Kỳ thường lang thang trộm cắp vặt và trích hút ma túy. Thi thoảng, Kỳ kéo đồng bọn về căn lều tạm của mình. Ở góc bếp còn vương nhiều xi lanh và ống nước cất để pha ma túy. Qua chỉ dẫn của người dân địa phương, phóng viên tìm về gia đình người vợ cả của Kỳ. Vợ đầu của Kỳ này đã ngoài 40 tuổi. Sau khi hay tin Kỳ gây án mạng chấn động, chị và gia đình vô cùng phẫn nộ. Mẹ con tôi không còn liên quan gì với ông ấy. Từ lúc tôi mang thai, ông ấy đã sống tệ bạc với tôi. Một mình tôi khốn khổ gồng gánh nuôi con. Cũng may này cháu đã trưởng thành, chị vợ chia sẻ. Liên quan đến vụ án, sáng ngày 26 tháng 7 năm 2016, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1970, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội, mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Kỳ là kẻ gây ra vụ trọng án làm chết 2 người trong một gia đình ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, xảy ra hồi cuối năm 2015. Tại phiên tòa đã làm rõ, Kỳ là đối tượng nghiện ma túy và có nhiều tiền án tiền sự. Do cần tiền tiêu xài nên sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 5 năm 2015, về địa phương sinh sống, Kỳ thường xuyên đi trộm cắp tài sản tại các nhà dân. Nói lời sau cùng ở phiên tòa, Kỳ đã xin lỗi và mong được gia đình bị hại tha thứ. Kỳ trình bày, bị cáo đã rất ân hận sau khi biết tin ông Chuân và anh Chỉnh thiệt mạng. Lúc dùng dao đâm các nạn nhân, bị cáo không hề cố ý tức đoạt mạng sống của bố con bị hại. Kỳ cũng bày tỏ mong được hội đồng xét xử cho hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo gây ra đối với gia đình bị hại là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo vừa phạm tội cướp tài sản, vừa tước đoạt tính mạng của 2 bị hại. Do vậy, việc Viện Kiểm sát truy tố bị cáo Nguyễn Văn Kỳ về tội giết người và cướp tài sản là hoàn toàn có căn cứ đúng pháp luật. Xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo được nữa, nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Kỳ hình phạt chung là tử hình đối với cả 2 tội danh nêu trên. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.